Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, trong cái chương trình này tôi xin thưa chuyện với quý vị về những cái thảm cảnh xã hội ở tại Việt Nam liên quan đến vấn đề nghiện ma túy, vấn đề bệnh AIDS, vấn đề cướp giật và vấn đề giết người ở tại Việt Nam, đặc biệt đối với các thành phần trẻ trên dưới 30 tuổi. Thứ nhất là về vấn đề nghiện ngập ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong một cái báo cáo mới nhất dày 121 trang của Ủy ban Nhân quyền, tức là Human Rights Watch, đã đưa ra trong vài ngày vừa qua, đã tố cáo chính quyền Việt Nam đã thiết lập các cái trung tâm tập trung những cái người nghiện, phần lớn là thanh niên, thiếu nữ, về cả thiếu niên để vào các cái trung tâm này. Thật ra các cái trung tâm này trên nguyên tắc là phải điều trị, giúp đỡ những người này bỏ nghiện, và những người này sẽ được giúp đỡ để có công ăn việc làm, để trở thành những cái công dân tốt của Tổ quốc. Tuy nhiên, tất cả những cái trung tâm này ở tại Việt Nam đã biến thành những cái trại lao động khổ sai chung thân, và có nhiều người đã bị đánh đập, đã bị cùm kẹp, đã bị trừng phạt hết sức dã man. Tổ chức nhân quyền đã đưa ra một cái bản báo cáo, thưa quý vị, ở tại ít nhất là 5 tỉnh và thành phố mà, thưa quý vị, tôi có những cái tài liệu trong tay đây. Thưa quý vị, tập trung ở các cái thành phố như Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Thưa quý vị, trong tất cả những cái trung tâm này ở tại Việt Nam đều có giữ những cái người thanh niên, thiếu nữ và kể cả trẻ em nghiện ngập ở trong này. Thay vì giáo huấn họ, thay vì dạy dỗ họ, họ trở thành những công dân tốt, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng những cái công dân trẻ tuổi này vào trong cái công việc lao động, làm việc, đặc biệt là các cái cơ sở làm ăn của nhà nước, trong đó có những cái nhà máy làm hột điều ở tại tỉnh Bình Phước mà cơ quan nhân quyền mà chúng tôi vừa đề cập tới đã đến đó và đã ghi nhận được tất cả những cái hình ảnh và những cái phỏng vấn một số cựu nhân viên làm việc ở tại đó hay là tại các cái trung tâm khác đã bỏ trốn về, và họ khai rằng khi mà vào các cái trung tâm đó thì họ đã không có được chữa trị, họ đã không được giáo dục. Ngược lại, họ đã bắt phải làm việc từ 8 đến 10 tiếng một ngày. Rất nhiều trường hợp không được trả tiền lương và cái sức lao động của họ đã bị nhà nước gạn lọc cho đến tận xương tủy để phục vụ nhu cầu kinh tế cho nhà nước. Những cái người này đã phải làm việc, đã phải dùng những cái máy nhỏ để mà vỡ hột điều, để mà bán cho, để mà giúp cho hai cái công ty của nhà nước xuất cảng ra nước ngoài. Và có nhiều người vì những cái chất nhựa của các cái chất hột điều này đã làm cho da của họ bị gã lở, và có nhiều người đã bị mang thương tật, nhiều người đã bị giam, đã bị giật điện, đã bị kìm kẹp và lại làm cho bị thương tật, ở nhiều trường hợp đã không có thể đi đứng được. Đó là cái lời tố cáo của cơ quan Human Rights Watch, và họ yêu cầu thế giới phải lên tiếng và phải yêu cầu chính quyền Việt Nam phải đóng cửa các cái trung tâm này, là vì những người công dân này có quyền được về nhà để tìm cách chữa trị khác, thay vì bị bắt vào đó và bị phải làm lao động khổ sai chung thân và đã bị trừng phạt một cách rất là dã man ở tại những cái trung tâm này. Thưa quý vị, đấy không phải là một cái vấn đề vấn nạn đặc biệt và to lớn nhất của xã hội Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ, thưa quý vị, thành phần trẻ tuổi có nhiều cái vấn đề tội ác họ đã vi phạm. Vấn đề đặt ra là vấn đề chính sách giáo dục của nhà nước. Quý vị cũng biết là ở Việt Nam mới khai giảng có 22 triệu học sinh tiểu và trung học đã cắp sách đến trường. Nhưng mà phần lớn những cái thành phần trai trẻ này đều là con của cán bộ, đều là những thành phần khá giả, có khả năng để đóng học phí, có khả năng để đóng tất cả những cái chi phí của nhà trường tự đặt ra để mà thu góp phần lớn những cái người thanh niên này hay là những trẻ em đến cắp sách đến trường đã khai giảng trong vài ngày vừa qua. Tổng số con số trên toàn quốc là 22 triệu người, nhưng mà người ta không có báo cáo cái số học trò đã bỏ học dở dang và đã không có đủ khả năng để theo học, phần lớn là vì vấn đề kinh tế gia đình và vấn đề phải đóng góp nhiều quá, gia đình không có đủ sức để mà đóng góp cho con em của họ đi theo học. Một mặt khác, về vấn đề kinh tế gia đình, cho nên hầu hết các trẻ em phải bỏ học để mà đi làm việc, để mà đi kiếm ăn, tự động kiếm ăn rải rác trên các cái thành phố. Vì vậy, các cái vấn đề
tiêm nhiễm, vấn đề nghiện ngập đã xâm nhập vào tuổi trẻ Việt Nam hết sức là nghiêm trọng. Thưa quý vị, một cái con số báo cáo ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị, về vấn đề bỏ học. Thưa quý vị, trong một cái báo cáo tôi có trong tay đây, trong cái báo Dân Trí, thưa quý vị, trong cái niên học 2010 và 2011, thì thưa quý vị, ở những các cái tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào những cái tỉnh như là Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, cái số học sinh mà cấp phổ thông và đến tiểu học bỏ học là 0,34%, trung học chính sách là 2,28%, trung học phổ thông là 3,53%. Các tỉnh có học sinh bỏ học trong hè cao như Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, số học sinh bỏ học đầu năm học ở trong vùng là tiểu học 0,02%, trung học chính sách 0,55%, trung học phổ thông 0,66%. Trong đó hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang có tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất. Thưa quý vị, các cái người có cái trách nhiệm ở địa phương cho biết là sở dĩ mà học trò bỏ học như thế có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là về vấn đề kinh tế gia đình gặp khó khăn. Thứ hai là về vấn đề học phí và vấn đề phí tổn đi học và vấn đề xa trường học, thành ra các học trò bắt buộc phải bỏ học. Đấy là một cái con số riêng ở vùng Cửu Long, thưa quý vị, cái con số bán chính thức mà tôi đọc được ở tại vùng cao và vùng núi, tức là những cái vùng mà của đồng bào thiểu số đang cư ngụ ở tại cao nguyên Việt Nam hay là vùng dọc theo về Tây Bắc của Việt Nam tiếp giáp với các cái biên giới Lào, thì thưa quý vị, cái con số thất học và con số bỏ học của đồng bào thiểu số rất cao, và con số lây nhiễm nghiện ngập cũng như là bệnh AIDS ở tại các cái vùng này rất cao, thưa quý vị. Những cái con số mà nói về vấn đề thảm trạng xã hội riêng về vấn đề nghiện ngập thôi, thưa quý vị, ở tại Việt Nam trong một cái báo cáo mới nhất cho biết là tất cả 63 tỉnh của thành và thành phố của Việt Nam đều có những người nghiện ngập. Có tới 90% các quận, huyện, thị xã và 56,54% số xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tỷ lệ người nghiện sử dụng ma túy bằng đường tiêm chích cũng tăng từ 46,4% năm 2001 lên 85% vào năm 2009. Và đây chính là nguyên nhân trực tiếp lây lan HIV và AIDS ở tại Việt Nam. Theo cái con báo cáo này thì 10 năm trở lại đây, những cái số người sử dụng ma túy hết sức phức tạp. Theo cái bài báo này cho biết là số người nghiện ma túy tăng mạnh từ năm 2000 đến năm 2007 là khoảng 178.305 người. Từ năm 2007 cho đến nay, số người nghiện ma túy có xu hướng giảm khoảng 146.731 người. Đến nay, toàn bộ 63 trên 63 tỉnh, thành phố, trên 90% các quận, huyện, thị xã và 56,54% số xã, phường có thị trấn có người nghiện ma túy. Độ tuổi của người nghiện càng ngày càng trẻ hóa, đó là lời viên chức Cộng sản Việt Nam nói với báo chí. Năm 2001, số người nghiện ma túy ở 30 tuổi chiếm 57,7%, nhưng đến năm 2009 đã tới 68,3%. Người nghiện là phụ nữ tăng từ 2% năm 2005 lên đến 5% trong cái thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, đối với vấn đề HIV và AIDS thì theo báo cáo của Bộ Y tế, theo nguyên văn cái bài báo thì tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV hiện còn sống. Trong đó có 42.339 bệnh nhân AIDS nếu tính từ năm 1999 cho đến nay. Năm 1990 cho đến nay thì số người tử vong do HIV AIDS là 48.368 trường hợp, và đã có 100% số tỉnh, thành phố, 97,8% số quận, huyện, trên 74% số xã, phường có người nhiễm HIV và AIDS. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh số người nhiễm cao nhất chiếm khoảng 23%, số lượng người nhiễm của toàn quốc kế đến Hà Nội là 8%. Cũng theo Bộ Y tế thì tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm cao nhất năm 2002, tỷ lệ 5,9%, sau đó có xu hướng giảm nhẹ
qua các năm và đã ở mức 3,2% năm 2009. Thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là cái vấn đề nghiện ngập ma túy này đã lan rất nhanh về miền thôn quê. Bằng chứng là đã lan về những cái vùng như là vùng tỉnh Đồng Tháp, thưa quý vị. Một cái con số báo cáo là cái tội phạm nghiện ma túy tiếp tục kiềm chế tính chất mức độ phạm tội không lớn, những tụ điểm phức tạp về ma túy kịp thời được phát hiện, đấu tranh, triệt hóa, không để đối tượng hoạt động lâu dài. Nhưng mà tuy nhiên, cho đến cái khu vực ở Đồng Tháp, vẫn có 89 trên 114 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy, chiếm 61,81% so với tổng số xã phường trong tỉnh. Số người nghiện ma túy tại Đồng Tháp cũng đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh niên, và vị thanh niên chiếm tới 65,31%. Thưa quý vị, đấy là một cái vài cái con số rất là nguy hiểm, rất là biểu tượng ở vùng miền thôn quê, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề nghiện ngập ma túy cũng như là về vấn đề lây nhiễm các cái bệnh HIV và AIDS. Đó là cái con số mới nhất mà tôi có được trong tay để xin trình bày với quý vị. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình.